Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Cẩm Yến xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lược thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Đức Giáo hoàng Francisco chấp nhận yêu cầu của giám mục Bỉ không được phong làm hồng y. Chính phủ Anh trừng phạt thượng phụ Kirill, giáo chủ giáo hội chính thống giáo Nga. Nhóm phiến quân cho biết quân đội Myanmar phóng hỏa nhà thờ Công giáo. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Đức Giáo hoàng Francisco chấp nhận yêu cầu của giám mục Bỉ không được phong làm hồng y. Đức Thánh Cha Francisco đã chấp nhận yêu cầu của một giám mục Công giáo Bỉ xin đừng tấn phong ngài làm hồng y tại một công nghị tấn phong hồng y vào tháng 8 tới đây. Đức Cha Lucas Van Looy, giám mục hiệu tòa 80 tuổi của giáo phận Ghent, được dự kiến sẽ nhận chiếc mũ đỏ cùng với 20 vị khác ở Roma vào ngày 27 tháng 8. Một tuyên bố vào ngày 16 tháng 6 từ Hội đồng Giám mục Bỉ cho biết, thông báo về việc tấn phong hồng y cho Đức Cha Lucas Van Looy, giám mục hiệu tòa, đã tạo ra nhiều phản ứng tích cực, nhưng cũng có những lời chỉ trích rằng, trong tư cách là giám mục của Ghent, từ năm 2004 đến 2020, ngài đã không phải lúc nào cũng phản ứng đủ mạnh mẽ trước những lạm dụng của hàng giáo sĩ. Để tránh cho các nạn nhân của những vụ lạm dụng như vậy bị tổn thương một lần nữa do việc ngài được tấn phong hồng y, Đức Cha Van Looy đã yêu cầu Đức Giáo hoàng đừng tấn phong ngài. Đức Thánh Cha Francisco đã đồng ý yêu cầu của Đức Cha Van Looy. Đức Hồng Y Lee Castle của các giám mục Bỉ đánh giá cao quyết định của Đức Cha Van Looy. Các ngài nhắc lại cam kết tiếp tục đấu tranh chống lại mọi hình thức lạm dụng trong giáo hội Công giáo, trong đó lợi ích của các nạn nhân và gia đình luôn được đặt lên hàng đầu. Đức Cha Lucas Van Looy sinh tại Tierlin, Bỉ vào ngày 28 tháng 9 năm 1941. Ngài gia nhập dòng Salesian của Don Bosco năm 1961. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 12 tháng 9 năm 1970. Trong suốt những năm của thập niên 1970, ngài đã từng là một nhà truyền giáo ở Hàn Quốc. Trong những năm 1980 và 90, ngài giữ các vị trí lãnh đạo trong dòng Salesian. Năm 2003, ở tuổi 62, ngài được bổ nhiệm làm giám mục Ghent, Tây Bắc nước Bỉ. Ngài được tấn phong giám mục vào ngày 1 tháng 2 năm 2004. Đức Cha Van Looy đã phát biểu trước một ủy ban quốc hội Bỉ về lạm dụng tình dục vào năm 2010. Theo một báo cáo đương thời, ngài đã xin lỗi những người bị lạm dụng tình dục. Ngài nói, là một con người, một tín hữu, một linh mục và một giám mục, tôi vô cùng xấu hổ. Một báo cáo khác nói rằng, các thành viên ủy ban đã rất ngạc nhiên khi ngài nói với họ rằng, ngài đã không chuyển 6 bức thư liên quan đến lạm dụng trong giáo phận của mình cho các nhà chức trách. Ngài giải thích rằng tình hình bớt bức xúc hơn vì các linh mục liên quan đã nghỉ hưu. Đức Thánh Cha Francisco đã đích thân bổ nhiệm Đức Cha Van Looy làm đại biểu cho Thượng Hội đồng Gia đình năm 2015. Đức Giáo Hoàng đã chấp nhận đơn từ chức giám mục giáo phận Ghent vào ngày 27 tháng 11 năm 2019 khi Đức Cha Van Looy 78 tuổi, 3 năm sau tuổi nghỉ hưu bình thường của các giám mục giáo phận. Ngày 29 tháng 5, Đức Giáo hoàng Francisco thông báo rằng ngài đã có ý định thăng Đức Cha Van Looy lên hàng hồng y.
chính phủ Anh trừng phạt thượng phụ Kirill, giáo chủ giáo hội chính thống giáo Nga. Chính phủ Anh đã thông báo rằng họ đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với người đứng đầu giáo hội chính thống giáo Nga. Văn phòng đối ngoại, Khối thịnh vượng chung và phát triển cho biết trong một tuyên bố ngày 16 tháng 6 rằng thượng phụ Kirill của Mạc Tư Khoa và toàn nước Nga đang bị trừng phạt vì đã ủng hộ và cổ vũ cho cuộc chiến của Putin ở Ukraine. Thông báo được đưa ra sau khi các thành viên Liên minh Âu Châu không nhất trí được về việc liệu thượng phụ Kirill có nên phải đối mặt với các lệnh trừng phạt hay không sau khi tên của ông được Ủy ban Âu Châu, cơ quan hành pháp của Liên hiệp Âu Châu đề xuất. Hùng Gia Lợi được cho là đã phản đối việc đưa ông ta vào. Quyết định của Vương quốc Anh đã được Andriy Yuras, đại sứ Ukraine tại Tòa Thánh, hoan nghênh. Viết trên Twitter, ông nói rằng giáo hội chính thống giáo Nga và các nhà lãnh đạo của nó đã phải trả giá giống như ông Putin vì đã giết hàng nghìn người và phá hủy Ukraine. Tuy nhiên, bước đi này đã bị Vladimir Legoida, người đứng đầu Ủy ban đối ngoại của giáo hội chính thống giáo Nga, lên án. Trong một tuyên bố trên trang web chính thức của Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa, ông nói rằng những nỗ lực nhằm đe dọa người đứng đầu giáo hội Nga hoặc buộc ông không từ bỏ quan điểm của mình là vô nghĩa, vô lý và vô ích. Ông nhận xét, gia đình của giáo chủ đã trải qua những năm tháng ngược đãi vô thần và bản thân ông lớn lên và hình thành dưới áp lực to lớn đối với đức tin là điều mà ông luôn chống lại một cách danh dự. Legoida nói thêm, giáo hội, đặc biệt là bây giờ, là cầu nối cuối cùng, là phương tiện liên lạc mà họ đang cố gắng phá hủy vì một lý do nào đó. Những lực lượng chính trị đã làm leo thang xung đột và xa rời hòa bình là mục tiêu quan trọng của họ. Nhiều công dân Nga có ảnh hưởng đã được thêm vào danh sách trừng phạt của Vương quốc Anh kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Các biện pháp trừng phạt bao gồm việc đóng băng tài sản và cấm du lịch đến Vương quốc Anh. Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết, hôm nay chúng tôi đang tấn công vào những kẻ kích động và thủ phạm cuộc chiến của Putin. Những người đã mang lại đau khổ không thể kể xiết cho Ukraine, bao gồm cả việc ép buộc chuyển giao và nhận trẻ em. Chúng tôi sẽ không mệt mỏi trong việc bảo vệ tự do và dân chủ và tiếp tục gây áp lực lên Putin cho đến khi Ukraine thành công. Quân đội Miến Điện phóng hỏa nhà thờ Công giáo. Đức Hồng Y Charles Bo của Tổng giáo phận Yangon và cũng là Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu vừa lên án vụ lục soát và đốt một nhà thờ Công giáo ở một ngôi làng ở miền đông Miến Điện. Nhà thờ Công giáo Thánh Matthew ở Dawyaku thuộc thị trấn Fruso thuộc bang Karani đã bị thiêu rụi bởi ngọn lửa, theo đoạn video được đăng tải bởi Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Karani, gọi tắt là KNDF, một nhóm nổi dậy địa phương chiến đấu với lực lượng quân đội nắm chính quyền sau cuộc đảo chính vào tháng 2 năm 2021. Vào ngày 14 tháng 6, quân đội đã thiêu rụi hơn 4 ngôi nhà ở làng Donjaku. Vào ngày 15 tháng 6, quân đội đã đốt phá nhà thờ Công giáo trong làng mà không rõ lý do vào khoảng 3 giờ chiều. Một quan chức KNDF cho biết, ngôi làng đã chứng kiến các cuộc giao tranh ác liệt từ ngày 10 đến 15 tháng 6 giữa quân đội chính phủ và phiến quân KNDF. Đoạn video của KNDF có mục đích cho thấy các binh sĩ chính phủ tiếp cận tòa nhà thờ màu trắng khi khói và lửa bốc ra từ các cửa sổ. Tiếng súng có thể được nghe thấy. Đoạn phim cho thấy các đám cháy bùng phát ở các vị trí khác nhau bên trong tòa nhà. Một nguồn tin tiết lộ với CNA, cả làng và các thành viên hay lãnh đạo của nhà thờ đều không tham gia vào bất kỳ cuộc giao tranh nào ở địa phương. Những người lính được cho là đã được lệnh đốt phá nhà thờ sau khi chiếm đóng tòa nhà và cướp bóc các vật dụng có giá trị, bao gồm lương thực thu được cho người nghèo địa phương. KNDF, một trong 11 nhóm vũ trang dân tộc hiện đang chống lại chính quyền, đã từ chối ký thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc. Nhà thờ Thánh Matthew là một trong 38 giáo xứ thuộc giáo phận Loy Corp ở miền đông Miến Điện. UCA News đưa tin, khoảng 16 giáo xứ trong giáo phận đã phải bỏ hoang vì giao tranh gia tăng trong khu vực. Theo báo cáo, ít nhất 9 nhà thờ trong giáo phận đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc pháo kích và không kích của quân đội chính phủ. Khoảng 1.900 người đã chết và 1 triệu người khác phải di rời dưới sự kiểm soát đàn áp của quân đội đối với đất nước. Michelle Bachelet, cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nói với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva hôm thứ Ba.
Bà cho biết thêm, hàng nghìn người đã bị bắt và ước tính có khoảng 14 triệu người đang cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp. Người dân Miến Điện vẫn bị mắc kẹt trong vòng xoáy đói nghèo và di rời, vi phạm và lạm dụng nhân quyền, Bachelet nói. Bà nói, những gì chúng ta đang chứng kiến ngày nay là việc sử dụng một cách có hệ thống và rộng rãi các chiến thuật chống lại dân thường, trong đó có những cơ sở hợp lý để tin rằng việc thực hiện các tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh. Chúa từ trong đáy tim âm thầm, lời cầu xin Chúa tựa như nén hương lan trầm. Hồn con bay vút về nơi nhan Chúa nương thân và uống no say tình yêu nồng ấm. Từ khi con biết tình yêu Chúa ban cao vời, và từ khi biết đời con Chúa luôn an bài, hồn con sẽ mãi cầu xin tha thiết danh Ngài. Cùng Chúa con không lo chi đường dài, bàn tay con nâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho phát thân con, tương lai còn dài, Chúa dắt con đi, sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay, con tiến bước giữa thế giới, khao khát sẽ mãi không vơi, cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong hồn. Xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dắt con
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lâu để thua Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.